Điều thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em, đó là chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho các gia đình Công giáo. Có lẽ có người anh chị em sẽ ngạc nhiên và nói ngày hôm nay là ngày cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu linh mục tu sĩ. Giáo xứ nào cũng được mời gọi đóng góp tiền của. Nhưng mà việc đóng góp tiền của đó chỉ là phụ. Điều mời gọi mà chúng ta được mời gọi phải nhắc nhớ, đó là cầu nguyện cho các gia đình. Có khi chúng ta không coi trọng, bởi vì ơn gọi, tu trì dâng hiến đều phát xuất từ trong gia đình. Trên thế giới ngày nay, nhiều nơi không còn ơn gọi tu trì nữa. Khủng hoảng ơn gọi tu trì bắt nguồn từ khủng hoảng đức tin trong đời sống hôn nhân gia đình. Chính trong gia đình, ơn gọi Kitô hữu được ươm mầm và phát triển. Ơn gọi tu trì, dù là giáo hoàng, hồng y, giám mục, linh mục hay phó tế, dù là tu sĩ nam nữ hay chúng sinh, cũng đều phát xuất từ trong gia đình, từ lòng đạo đức có khi rất đơn sơ của cha mẹ. Tôi cũng vậy. Cha mẹ của tôi là những người cha mẹ đơn sơ, không có hiểu đạo bao nhiêu nhưng sống đạo, không có biết chữ nhiều nhưng sống niềm tin trong suốt cả cuộc đời. Và chính từ niềm tin đơn thành của cha mẹ ấy, tôi bắt đầu tìm hiểu ơn gọi tu trì. Và cho tới ngày nay, khi cha mẹ đã qua đời rồi, tôi vẫn còn phải cảm ơn Chúa mỗi ngày, bởi vì chính nhờ đức tin của cha mẹ mà tôi cảm nhận được thực sự Chúa gọi mình, chứ không phải là những điều gì cao siêu khác. Xin chia sẻ với anh chị em mẫu gương của đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục giáo phận Xuân Lộc. Ngài nói về gia đình mẹ của ngài. Ngài mồ côi cha khi mới được 3 tháng tuổi. Lúc ấy bà cố ở ngoài Bắc, có 2 người con, người con đầu và ngài. Thì bố qua đời lúc ngài mới 3 tháng tuổi nên ngài không biết mặt bố. Lúc ấy bà cố mới 22 tuổi. Biến cố năm 54 và ngài đưa vào trong miền Nam. Bà cố gồng gánh đưa 2 đứa con vào trong miền Nam này. Và kể từ đó, bà cố lặng lẽ hy sinh, một mình dành hết tình thương vào 2 người con nhỏ. Bà cố kể, hồi đó gia đình đâu chú tâm hướng con đi tu, nhưng đổi lại thằng bé từ nhỏ đã rất siêng đi lễ. Mỗi lần đi nhà thờ hay sinh hoạt giáo xứ, tôi vẫn hay dẫn con theo. Có cái chiếu manh cứ để con ngồi đó, vậy mà ơn gọi con được nuôi dưỡng dần. Thì ra bà cố đi quét nhà thờ cũng ẵm con theo, rồi để con ở một góc rồi làm việc. Cứ tưởng những chuyện bình thường, đức tin nó ươm mầm từ những công việc nhỏ bé ấy. Bà cố đi tập hát cũng mang con theo. Và dần dà con hiểu, dần dà chính đức tin của người mẹ, chính sự đơn thành của người mẹ giúp cho đứa bé mới 10 tuổi nói má con muốn đi tu. Bà mẹ không ngờ, bởi vì không ai nói, tự nhiên người con muốn đi tu. Ngày con vào tiểu chúng viện Thánh Giuse Sài Gòn vừa là ngày vui nhất nhưng cũng là ngày buồn nhất trong cuộc đời bà cố. Là ngày vui nhất vì bà cố thấy con chọn ơn gọi tu trì mà cả gia đình hằng mong ước, mà bà cố hằng ước ao không dám nghĩ đến. Cũng là ngày buồn nhất khiến nhiều đêm bà cố giấc ngủ không tròn vì thương nhớ và lo lắng cho con. Mới 10 tuổi đã xa gia đình đi học xa. Và để thỏa nỗi nhớ, mỗi tuần 2 lần người mẹ bắt xe quãng trên quãng đường 70 cây số từ Xuân Lộc xuống Sài Gòn thăm con. Hành trang mang theo là đùm đề trái cây sau vườn nhà cùng đồ ăn ngon được nấu nướng chăm chút. Chúng ta có thể hiểu được mỗi tuần lễ bà cố đi như thế 280 cây số đi về 2 lượt, tuần nào cũng như thế cho tới khi con chịu chức linh mục, thì chúng ta mới thấy tấm lòng của bà cố lớn đến chừng nào. Và chẳng những bà cố đem lại niềm vui cho đứa con mà những đứa con cùng lớp với bà cố cũng vui, bởi vì bà cố mang theo quà chẳng những cho con mình mà cho các bạn của con mình
ở trong tiểu chủng viện. Tình cảm và sự hy sinh của người mẹ thấm nhuần vào trong các con, để mỗi người lớn lên trong yêu thương vững bước trên con đường đã chọn. Người anh lớn lập gia đình và hạnh phúc trong đời sống hôn nhân. Người em nhỏ là đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân thì hạnh phúc trong đời sống tu trì và được tòa thánh chọn làm giám mục. Trong ngày lễ tấn phong giám mục, trong lời cảm ơn, đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân đã không quên nhắc đến người mẹ già. Ngài nói như sau: con xin phép cho con được thưa một lời nhưng mang trọn một đời. Lòng thương mến dâng lên người mẹ quá bùa của con và dâng lên người bố mà khi chào đời đến nay con không được biết mặt. Bố con đã đi xa khi con mới 3 tháng và mẹ vẫn ở một mình, ở vậy lúc mới 22 tuổi. Trải qua nhiều gian nan, một tay thì đầy, hai tay thì vơi, nhờ ơn Chúa chăm sóc chúng con và đàn con cháu. Xin Chúa ban phúc trường sinh cho bố và phúc lành cho mẹ hôm nay và mãi mãi. Thưa anh chị em, trong lời nói của đức cha đâu đó đọng lại chút nghẹn ngào. Còn ở góc kia bên dưới cung thánh, người mẹ ngồi lặng lẽ lấy tay lau đi những giọt nước mắt. Hình ảnh đó đã khiến nhiều người tham dự thánh lễ phong chức giám mục hôm ấy xúc động, cùng cảm nghiệm rõ rệt về tình mẫu tử thiêng liêng tuyệt vời, và đồng thời cũng hiểu được đức tin của người cha mẹ trong gia đình quan trọng biết chừng nào, đời sống bình an trong gia đình quan trọng biết chừng nào, bởi vì nó là nơi ươm mầm ơn gọi, chẳng những cho làm cho chúng ta trở nên người con tốt lành, người Kitô hữu, người công dân tốt, mà còn trở nên các linh mục tu sĩ tương lai nữa. Và vì thế tôi muốn mời gọi anh chị em hãy cầu nguyện cho gia đình, cầu nguyện cho chính gia đình anh chị em. Bởi vì gia đình anh chị em có thánh, giáo hội mới có những linh mục tu sĩ thánh. Gia đình anh chị em có vững niềm tin thì lúc ấy mới có những giám mục, linh mục, tu sĩ vững niềm tin. Chợt nhớ đến câu chuyện của một vị giáo hoàng kể lại, dường như là thánh giáo hoàng Pio X. Ngài nói ngày ngài chịu chức giám mục, và ngài lần đầu tiên về thăm nhà với chức vị giám mục, mẹ của ngài được tin nên ra ngoài ngõ ngoài kia để chờ con. Xe chạy đến, bà mẹ vội vàng lập cập ra mở cổng rồi quỳ ở bên đường để xin con chúc lành. Người con vội vàng bước xuống chúc lành cho mẹ, mẹ hôn nhẫn. Rồi người con giám mục ấy nói với mẹ: mẹ ơi, mẹ xem cái nhẫn giám mục của con đẹp không? Bà mẹ cầm lấy tay con, nhìn chiếc nhẫn giám mục và nói: đẹp lắm. Rồi bà mẹ giơ bàn tay của bà cụ ra, trên tay ấy là chiếc nhẫn cưới nhỏ bé xấu xí. Rồi bà cụ nói: nhưng mà con ơi, nếu không có chiếc nhẫn xấu xí này của mẹ, sẽ không có chiếc nhẫn giám mục đẹp đẽ của con. Không có đức tin của người mẹ thì chẳng có giám mục, linh mục, hồng y, tu sĩ gì cả. Thưa anh chị em, và ngày hôm nay tôi muốn mời gọi anh chị em cầu nguyện cho gia đình, cầu nguyện cho gia đình chúng ta, cho con cái chúng ta. Anh chị em là những người làm cha làm mẹ trong gia đình, có thánh, con cái anh chị em mới thánh. Nếu không, tất cả chúng ta sẽ phải trả lẽ với Chúa sau khi chúng ta nhắm mắt lìa cõi đời này. Anh chị em sẽ phải trả lẽ bởi vì anh chị em không làm tròn bổn phận giáo dục con cái theo luật Chúa và hội thánh. Chúng tôi cũng không làm tròn bổn phận khi củng cố đức tin anh chị em, khi cùng với anh chị em nhắc nhớ anh chị em, và chúng ta cùng bước tiến với nhau sống cuộc đời tốt lành thánh thiện trong cuộc đời trần thế. Còn việc trợ giúp vật chất, nâng đỡ ơn gọi, điều ấy cần, nhưng đó chính là điều đi theo. Thưa anh chị em, ngày hôm nay anh chị em đóng góp cho quỹ ơn gọi gửi về chủng viện, nhưng nếu ở trong chủng viện các thầy không tốt lành thì vô ích.
những tiền của ấy vô ích. Xin anh chị em cầu nguyện thật nhiều cho chúng tôi, cho con cái anh chị em, cho các thầy tại dòng tu hay chủng viện. Xin cho họ nên thánh. Điều ấy mới là điều giáo hội cần. Điều ấy mới là điều quan trọng nhất. Bởi vì nếu tốt lành thánh thiện thì mọi sự sẽ tốt. Còn tất cả những thứ khác chỉ là điều phụ thuộc. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con những linh mục có trái tim thuộc trọn về Chúa, nên cũng thuộc trọn về con người. Xin cho chúng con những linh mục có trái tim biết yêu bằng tình yêu hiến dâng, một trái tim đủ lớn để chứa được mọi người và từng người, nhất là những ai nghèo khổ bị bỏ rơi. Xin cho chúng con những linh mục biết cầu nguyện, có tình bạn thân thiết với Chúa, để các ngài giới thiệu Chúa cho chúng con. Xin cho chúng con những linh mục thánh thiện, có thể nuôi chúng con bằng tấm bánh thơm tho, tấm bánh lời Chúa và mình Chúa. Cuối cùng, xin cho chúng con những linh mục có trái tim của Chúa, say mê Thiên Chúa và say mê con người, hy sinh đời mình để bảo vệ đoàn chiên và dẫn đưa chúng con đến Chúa là nguồn sống đích thực. Ngày thế giới cầu ơn Thiên Triều, con cúi đầu tha thiết nguyện xin, giúp con yêu mến cậy tin, nẻo đường theo Chúa trung trinh trọn đời. Xin cho có nhiều người quảng đài, sống hiến thân bác ái yêu thương, giúp người thế sống thiện lương, nhà nhà nên thánh, nẻo đường chứng nhân. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em, và xin anh chị em cũng thương cầu nguyện cho chúng tôi. Amen.